Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương hướng dẫn về thời gian tiêm vaccine COVID-19 nhằm thống nhất và tăng cường hơn nữa công tác triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19, tăng nhanh tỷ lệ bao phủ các mũi vaccine cho các nhóm đối tượng. Hướng dẫn nêu rõ cần tiêm cho các đối tượng ngay sau khi đủ thời gian. Cụ thể, người trên 18 tuổi tiêm mũi 3 ngay sau mũi 2 3 tháng, người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh, người từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 ngay sau mũi 2 5 tháng, người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng, tiêm mũi 4 ngay sau mũi 3 4 tháng, người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nếu đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Theo Bộ Y tế, gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới, BA.4, BA.5. Việc tiêm vaccine COVID-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống dịch bệnh.